mọi người và các bạn ơi, hôm nay tôi lại giới thiệu một cái hàng sạch mà này, hàng tức là chỉ đưa về nấu nữa thôi mọi chị nhỉ. Tức là vật lông, tức là đầu tiên vật lông làm thịt đầy đủ. Mọi người và các bạn nếu có nhu cầu chỉ đưa thực phẩm về, chỉ bỏ vào nồi nấu nữa là xong phải không chị? Dạ. Đây nha, tức là cái quầy hàng này là quầy hàng thành phẩm. Tức là cái cửa hàng thành phẩm đây, tức là bây giờ khách đang đợi gia đình ông chủ, tức là làm thực phẩm thành phẩm luôn. Đây mọi người nha, đây tức là mọi người ơi, nếu ai có nhu cầu thì gặp ông chủ đây ở xa Diên Hành, Diên Châu quê tôi đây. Bây giờ anh Diên Châu quê tôi đây anh nha. Tức là vì thế này thì anh ra đầy đủ tất cả, tức là vật lông này, các tít vật lông toàn bộ thì khoảng bao nhiêu phút đây? 30 phút đó. Đây là vịt là 30 phút, chắc có gà có lẽ không đến bác nhỉ? Gà 15 phút. Đây, gà chỉ 10 đến 15 phút thì mọi người có các bạn ơi. Nếu ai có nhu cầu đây, tức là cái máy vật lông này mọi người. Đây. Đấy, bây giờ công nghệ tuyệt vời luôn. Đây, thấy chưa? Mọi người thấy không? Nếu ai có nhu cầu thấy chưa, tuyệt vời luôn. Từ làm rất đơn giản. Đấy, thấy chưa, mọi người thấy quá tuyệt vời không? Đấy. Đấy, thấy chưa? Đấy, bây giờ chỉ ra tất cả sửa soạn nữa là xong. Đấy, tức là bây giờ chỉ chủ yếu là vật lông lại. Vặt lông lại rồi là sửa vịt luôn. Đây, tuyệt vời bác ạ, tuyệt vời bác ạ. Đây, cái công nghệ làm tuyệt vời luôn anh ạ. Đấy, đây là khách hàng đấy mọi người và các bạn này. Đây, tức là khách hàng đưa biết bao nhiêu là thực phẩm để nhờ ông chủ là nhờ ông chủ để ra thành phẩm. Đấy, thấy chưa, mọi người thấy không, thực phẩm liền luôn, thực phẩm liền tay luôn. À chị ơi, chị cũng đứng chờ ông chủ ra thành phẩm không chị? À đây, thấy chưa, mọi người thấy không, tức là khách hàng còn chờ đấy. Đây, khách hàng chờ làm số lượng rất nhiều. Đấy mọi người và các bạn ơi, theo yêu cầu của khách thì ông chủ phải ra thành phẩm, tức là thành thịt luôn phải không chú? Ở đây nha mọi người, nếu có nhu cầu những cái khâu này thì quá quan trọng và quá tuyệt vời luôn mọi người nè. Đấy nha mọi người xem nha, đấy từng bước của ông chủ, từng khâu của ông chủ, tức là phục vụ khách hàng này nha. Đấy khách hàng đây. Đấy. Đấy khách hàng đang yêu cầu ông chủ, tức là giúp những khâu cuối cùng vì điều kiện, tức là thời gian bận chị hay thời gian bận, cho nên là nhờ ông chủ làm các cái đoàn khâu cuối cùng. 125.000 thấy chưa, đấy mọi người nha. Đấy, những cái khâu cuối cùng nha mọi người và các bạn này nha. Đấy, thấy chưa, tức là khung cảnh khách đang ngồi chờ ông chủ làm đây. Đấy, thấy chưa mọi người và các bạn, thấy chưa tuyệt vời chưa? Đấy, bây giờ về là chỉ có bỏ vào nồi nấu nữa là ra thành một cái món ăn tuyệt vời. Có ra được không chị? À hôm qua thì không bao giờ thúng hoang nấu ra được. Đấy, thấy chưa? Đấy, hàng đang chờ ông chủ, tức là khách đang chờ ông chủ làm đấy.
Đấy mọi người nha, tức là ông chủ đã ra thành phẩm thực phẩm của tất cả vịt lông rồi đấy nha. Đây bây giờ là khách đang chờ tức là để ông chủ tức là làm những cái thao tác cuối cùng. Đấy mọi người, tức là khách đang chờ đấy mọi người nha, khách đang chờ để lấy thực phẩm thành quả cuối cùng. Nếu như mọi người có nhu cầu thì đến gặp ông chủ ở xã Diên Hành, Diên Châu, quê hương chúng tôi mọi người nha. Đấy khách đang ngồi chờ đấy mọi người ơi. Mà lại đi xe đạp cầu thì thật xích. À thế à? Đấy chưa? Đấy mọi người thấy không? Khách chờ rất đông. Khách chờ đông lắm mọi người ơi. Đúng là hàng thành phẩm. Rất có uy tín. Có uy tín lắm mọi người và các bạn ơi.